Xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong một clip mới. Trong clip ngày hôm nay thì Đăng Ninh Fishing xin giới thiệu với các bạn một dòng cần mới của Daiwa. Đó là dòng cần Shinobi. Và cái dòng cần này nhá, Shinobi là tên tiếng Nhật. Thì ngoài ra cái cần này nó có một cái tên chữ Hán. Và cái tên tiếng Nhật và tên tiếng Hán này khi dịch ra tiếng Việt mình có nghĩa là nhẫn, tức là kiên nhẫn đó các bạn. Đây là cái tên theo mình rất là hay, nó phản ánh rất là đầy đủ cái tinh thần chủ đạo của cái bộ môn câu cá này. Thì từ rất lâu rồi, anh em nào có biết mình nữa thì đều biết là mình đã luôn nói rõ là thế này. Môn đi câu này ạ, thực sự nó không dành cho những người thiếu kiên nhẫn. Mình nhấn mạnh một lần nữa nha, là không dành cho những người thiếu kiên nhẫn. Bất cả bộ môn nào, từ lure này, câu ngâm, câu lục vân vân đều yêu cầu cái tính kiên nhẫn rất là cao. Đó, thì bất cả trong hoàn cảnh nào thì cái tính kiên nhẫn là rất quan trọng để bắt được con cá. Thì đó là chuyện ngoài lề nha. Ngoài ra còn có một chuyện này nữa, tức là thực ra cái mẫu của cái Shinobi đấy thì mình đã có khoảng tầm 3 tháng trước rồi, nhưng đó là cái mẫu đầu tiên mình mang về. Thì đầu tiên mình cũng hơi băn khoăn một chút, cho nên là mình quyết định là tham khảo ý kiến anh em. Thì có lẽ là rất nhiều anh em đã nhớ khi đến cửa hàng mình thì mình đều cầm cái này ra để tham khảo. Và có một điều rất là thú vị, đó là cái cần này nhá, là mình nhằm vào một cái phân khúc, đó là dành cho anh em chơi các thể loại lure nhai sống, lure nhai sống và đánh cá chép. Cái này thì có lẽ anh em ở Biên Hòa đánh cá chép thì rất là thích. Đó, thì có thể nói là đến 9 trên 10 người đều cảm thấy thích cái này. Đó, thì có nhiều lý do để tôi thích, nhưng mà lát mình sẽ từ từ mình sẽ nói rõ hơn nhá. Còn đấy là một cái điều rất thú vị, 9 trên 10 người tỷ lệ rất là cao. Và thực sự là nó là một cái phân khúc rất là tương đối, là giá rất là mềm và nhằm vào phân khúc mà có thể nói là khá là thiếu thốn các loại cần. Cho nên là được sự từ anh em thì tham khảo ý kiến của các anh em thì rất nhiều người bảo mình mang về, cho nên là mình sẽ mới mang về. Thì giờ mình sẽ zoom lại gần hơn nhá, gần hơn để anh em quan sát trên này nhá. Đây các bạn, trên tay mình chính là cây Shinobi. Và dòng cần này thì có hai size, nó là size 802 tức là 2m4 và size 902 là 2m7. Thì đây là phần cán này các bạn này. Thì các bạn có thể quan sát đây tỷ lệ nha, tỷ lệ này và cái chiều dài của cán này là khoảng 40 phân, hơn 40 phân một chút. Thì các bạn có thể thấy là đây là dòng cần lua rất là đặc trưng, với phần cán ngắn để dễ tiện điều khiển này. Đó, phần mút này, cán mút đen này. Đó, cá mút đen, bát thì bát là độc quyền từ Daiwa. Đây cái bát mà có thể anh em đã chơi nào chơi Daiwa thì rất là quen thuộc. Đây phần mút cán liền. Đó, dưới là bọc bần, mã vạch đầy đủ. Đó. Đó, đây là logo rút gọn của Daiwa để mình zoom lại gần hơn, anh em quan sát rất dễ. Đó. Thì đây phần phần trên là tên gì cần Shinobi. Đó, đây tên tiếng Nhật này, còn đây tên tiếng Hán này, nhẫn. Đó, một thanh đao kè trên trái tim nhẫn. Đó, đây là chơi 902 nha, là 2m7, độ cứng là MH và cái này là máy đứng nha. Thì đây là phôi này, thì có lẽ là nhìn đến phôi này thì anh em đã biết là anh cảm giác rất là quen thuộc rồi. Chính xác nó chính là phôi Brinding X, và cái phôi là của nó khá giống với cả cây EX. Và EX thì nổi tiếng như thế nào thì có lẽ là rất nhiều anh em đã biết. Phôi chơi cây EX chơi rất là xuất sắc, thực sự rất xuất sắc luôn ạ. Bán rất là chạy, luôn nằm trong top luôn. Thì cái này không phải là cảm nhận của riêng mình mà rất nhiều anh em đã đánh giá như vậy. Thì cây này đã được xây dựng dựa trên phôi Brinding X. Cấu tạo của nó tương tự như cây EX, nhưng mà chiều dài nó sẽ kéo dài ra một chút để thích hợp với cả size 2m4 và 2m7. Thì như lúc ở đoạn đầu nhé, của clip mình đã giới thiệu, cây cần này á là một cây cần đó mà mình nhắm vào một phân khúc, đó là lua nhai sống và hai là cá chép, câu cá chép. Thực ra nhá thì các bạn có thể chơi những thể loại khác như lăng xê hoặc câu ngâm cũng được, nhưng mà tất nhiên là bởi vì cái mức độ là cái đề cái thông số nhá. Đây là mình zoom lại gần vào thông số của cây cần. Bởi vì thông số của cái cần là cái castaway, là cái trọng lượng mồi của nó là 50g, nó tương đối nhỏ một chút, cho nên là nếu mà anh em mà có ý định mà chơi câu sông hay lăng xê thì chỉ nên đánh giải trí nhẹ nhàng, đánh một các loại mồi chùn hoặc dế, hoặc là các loại mồi cám mà lưỡi đơn.
cùng mồi không vượt quá 50 gram, và cục chì, quên xin lỗi, cục chì không vượt quá 50 gram thì thích hợp. Còn chủ lực của cây này nha, chủ lực của này là và thực tế mà nói là mình khuyến cáo là anh em lên mua nó để chơi thể loại những câu nhai sống, đánh lóc bông, đánh lóc đồng, hoặc là đi chằm chim, hoặc là như anh em anh làm là câu cá chép thì cái này thật tuyệt vời luôn. Đặc biệt là mình biết là rất và thực tế nhá, lúc mà mình tham khảo ý kiến thì rất nhiều anh em bên Biên Hòa đều biết cái này. Cái này rất là nhiều anh em thích, bởi vì cái mức độ giá của nó, giá nó rất là rẻ so với cả các dòng cần mà có thế nào nhỉ, cái dòng cần đánh cá chép mà phổ biến thị trường nhá. Bây giờ thì giá khá là cao, khá là chắc chúa. Cây này thì là hơn triệu một chút thôi, giá rất là mềm, mà cái phôi Riding X của nó thì thực sự là rất là tốt, rất là xuất sắc. Cho nên là mình nói là rất nhiều anh em thích là vì thế. Đây, đây là thông số nhá. Shinobi này 902 MHST thì mình đã giải thích rồi. Cái mồi tối đa của nó 50 gram thì thông thường theo nguyên tắc thì nó sẽ quá tải được 25% là sẽ được vào khoảng 60-60 gram một chút. Còn quá cái 60 gram này thì nó sẽ có nguy cơ gãy đọt. Thì đây là cái điều anh em nên lưu ý nhé. Đó, cái thông số chì là thông số quan trọng nhất trên một cây cần. Anh em xem đầu tiên cái đó. Đây thông số line là 12-25 dB và khoảng 11.3 kg. Đấy, và dòng cần này sản xuất tại Việt Nam đây. Bên Việt Nam các cảnh báo về sấm chớp rồi mưa bão vân vân. Đó, đây cái cần là cái phôi rất là đẹp này. Đây, đây là khoen. Thì dòng cần này sử dụng khoen thường nhá. Điều này là hoàn toàn chấp nhận được đối với dòng cần giá mềm. Và khoen của nó là khoen đây là nhôm oxit aluminum oxit gui khoen. Graphite composite blank này, blank này, đây cái phôi carbon. Đó. Đó, các bạn thấy không? Riding X này. Còn đây đoạn trên nhá. Đây. Đây là khúc trên cây cần. Đó, các bạn thấy lúc tỉ mỉ làm rất đẹp đúng không? Cuốn chỉ rất là tỉ mỉ, đồ keo cũng thấy rất là hoàn thiện, độ hoàn thiện rất là cao, rất là trau chuốt. Đó là một trong những điều mà mình rất thích ở những cần hãng, và thực tế đó là một trong dấu hiệu nhận biết cơ bản của cần hãng. Đó, các bạn thấy không? Keo đồ rất là đều. Đó, và độ hoàn thiện rất là cao, ít khi có cái tình trạng bị lỗi hay ba dớ. Đây. Và đầu bu chống sắn nha các bạn nha. Đó, đầu bu chống sắn nha. Còn đây. Còn đây là trên tay mình là cây 802, là cây 24 phần cán nha. Thì đây các bạn có thể thấy là cần cán của cây 802 là sẽ ngắn hơn một chút. Đó, chỉ khoảng tầm 40 phân thôi. Từ bát khoảng cách từ bát này, từ chân máy đây nha. Đây. Xuống đây chỉ khoảng 40 phân thôi. Nó sẽ ngắn hơn cái kia một chút. Bát độc quyền của Daiwa, cán mút Eva liền, mã vạch tem đầy đủ vân vân. Đây logo rút gọn của Daiwa này. Tên cần, thông số. Đây cái này thì tải mồi thấp hơn cây 90 một chút nha. Cây 27 một chút nha, là Catway là mồi tối đa có 40 gram thôi. Thông số dây là 10-20 dB và phôi thì vẫn là Riding X. Thực tế thì các bạn thì dưới ánh sáng mạnh này và dưới ánh sáng mặt trời thì cái phôi này sẽ nổi vân carbon rất là đẹp. Và đặc điểm của Riding X Sonic đó, là khi các bạn vuốt này này nó sẽ có độ nổi sờ rất là rõ ràng luôn. Cái này rất dễ luôn, các anh em nào cầm trực tiếp trên tay chần vuốt nhẹ phát sẽ biết được độ nổi nó rất là rõ ràng luôn. Đây khoen. Nó còn đây là đọt trên. À, tất nhiên là cây này thì cũng sẽ là đầu bu chống sắn. Đây nha. Đầu bu chống sắn. Thì mọi thông tin chi tiết hơn nha, các bạn có thể truy cập vào website của cửa hàng là www.shopcancau.vn. Đơn giản hơn là click vào phần link sản phẩm ở dưới phần mô tả nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào tạm biệt.